Mày sao gượt được tao? Chết mẹ đóng cửa rồi. Lô anh em, lâu quá không gặp, giờ chúng ta cùng nhau quay trở lại với con game Roblox nha mọi người. Thì game hôm nay mình chơi đó chính là con game Don't Sleep nha. Game kinh dị nha mọi người ơi. Ui trời ơi. Thức dậy cho mọi người, tất cả bạn đang ngủ. Rồi Don't Sleep là không ngủ đó. Ai đó để lại lò sưởi và bây giờ bị nó bị hỏng. Rồi bây giờ chắc mình đi sửa rồi, cái này quá. Rồi ok. Bạn cần phải sửa nó nè. Chúng ta cần phải sửa chữa nó hoặc là tất cả chúng ta sẽ đóng băng qua đêm. Rồi ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi sửa cái thằng đó nha. Hướng là hướng này nha mọi người. Rồi nha. Đây rồi. Cái này là sao đây? À lượm pin đó hả? Rồi lượm pin để đi sửa đầu rồi ha. Rồi sao sửa? Ê dễ vậy anh em, dễ vậy. Ê ngủ luôn rồi má. Đó là tất cả. Cảm ơn. Thank you. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đâu đây? Chúng ta sẽ đi đâu đây? Ok, mình đang nhập vòng đó rồi. Cái gì vậy? Hơi kỳ lạ gì kìa anh em. 9:30 đêm rồi ok. 30 phút sau chúng ta sửa xong lò sưởi rồi, bây giờ chúng ta bạn nghe thấy tiếng la từ bên ngoài, tiếng la của mấy anh chơi đá chơi đồ rồi đó. Hỏi bạn nghe điều gì không đó, nó nghe như là Chen đang la hát. Ok let's go, đi kiểm tra anh ta một cách nhanh chóng nè. Rồi đi nhanh em, giờ chúng ta đi coi kiểm tra cái thằng là bụi gắt kia. Chuyện gì để xảy ra ở ngoài nè, pin này đổ tùm lum tùm la nè, cũng máu me đó kìa. I don't know, tôi không biết nè. Nhưng nhìn kìa, một cái hộp tự chú rồi ok. Cái chú gì vậy? Bê cung ngô à. Rồi nghe nói nhà tại sao chúng ta tiếp tục nghe không ngủ hả? Hỏi sao sao không ngủ. Hãy quay trở lại bên trong, điều này không cảm thấy đúng. Rồi nó kêu mình phải đi ngủ đó. 10:30 đêm. Cứ mỗi một tiếng cho qua bạn ạ, bạn cảm thấy mệt mỏi. Rồi buồn ngủ rồi anh em ơi. Nhưng cái ghi chú đó làm cho bạn thức. Ôi mắt gì hết. Ngủ liên quan gì? Tôi rất mệt nhưng với bất cứ điều gì, những gì xảy ra với Chen, tôi sẽ ngủ. Rồi ok. Ngủ cây mẹ mày, tao ngủ rồi. À thằng chó này ngủ nè. Hãy đi về phía giường nè. Vậy ổn lộn, hãy đi ngủ và tìm hiểu điều này vào ban ngày để nó không đáng sợ nè. Rồi giờ mình đi ngủ nè. Không ngủ kịp là ăn cúc cức nè. Mấy kia nó ngủ luôn kìa. Trời ơi, nó chết nghe hộp nhiều quá vậy. Tôi đã nói đừng ngủ. Ủa vậy mình chết hả? Ủa ngủ sống nè, chuyện gì đang xảy ra với đèn? Hãy đánh thức mọi người. Ủa vậy là ai ngủ là sống nữa? Thứ đó là gì? What the fuck của ma kìa. Ma là quái vật gì? Rồi quái vật anh em ơi, quái vật rồi. Rồi chạy trốn khỏi con thú. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ chạy ra ngoài để trốn nó nha. Chết mẹ không anh em. Rồi ơi, nó ngược kìa. Mày sao gượt được tao? Chết mẹ đóng cửa rồi. Tại còn có một mình đây ông nội ơi. What the fuck?
kìa đó kìa. Mày chết mẹ mày rồi con. Rồi đi lên lầu rồi. Gì đây? Nó ở trên hiện tại chúng ta đang an toàn, chỉ có thể được được mở từ ngoài. Chúng ta phải đi ra ngoài hả? Mà nó dịch tiếp em nè, để nó dịch nè. Có một cửa sổ ở ngoài nhìn ra gác, chúng ta nên xem quái vật đang làm gì. Cửa sổ nhìn ra gác ở đâu vậy? À đi ngoài đóng lửa hả? Rồi rồi rồi. Có một cái hang leo lên cửa sổ nhưng nó bị hỏng. Ở đây có gỗ nè. Vậy của mình phải xây ra hả? Rồi đúng rồi, xây ra rồi. Má ơi, gặp ma rồi còn phải đi xây xây gỗ nữa má. Ê sao kịp? Sao kịp? Rồi chúng ta hãy leo lên rổ. Có ba cái là đủ luôn á hả? Leo lên này nè. Gì đây? Con quái vật đâu rồi? Chết mẹ rồi anh em ơi, chết mẹ rồi anh em ơi. Ôi chờ gì nè, nó kêu chờ gì đó, chờ đã, nó đã ghi một cái gì nó nói trong mê cung ngô. Chúng ta có lựa chọn khác, chúng ta phải kiểm tra mê cung ngô là mê, kiểm tra ở đâu? Đi theo con đường đến mê cung ngô. Ủa? Mê cung ngô ở đâu? À bên trong đây hả? Thấy rồi. Chúng ta sẽ chơi bắt cua, what the fuck. Có một dòng dòng sông giữa chúng ta. Rồi bạn cần chúng ta cần tìm chuỗi, chúng ta không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc nhảy qua. Ok. Giờ chúng ta chơi bắt cua. Bắt cua thì ba cái này là chùm ơi, mình là chùm ơi. Tốn tiền hả? What the fuck? Ok, vậy là mình đã không sống sót được mà mình đã chết bởi vì lý do là té xong. Một cái lý do không phải là bị quái vật giết mà lý do là té xong. What the fuck game? Ok, cảm ơn bạn đã xem clip của mình nhé. Bye bye.